clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Xe điện có thực sự thân thiện với môi trường so với các loại phương tiện chạy bằng nhiên liệu khác? Bất kể bạn là người đang sử dụng ô tô điện hay đang cân nhắc tới việc chuyển đổi, thì chắc hẳn đã có không dưới một lần bạn từng tự hỏi liệu rằng xe điện có thực sự tốt cho môi trường đúng không? Với những gì mà xe điện đang thể hiện, bao gồm được truyền thông là chìa khóa để thế giới giảm tải phát thải, và thực tế lưu lượng lưu thông trung bình chiếm 20% cũng như đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Nhưng trên hết, hẳn là vẫn còn tồn tại đâu đó trong bạn những suy nghĩ ngờ vực. Để giúp cho bạn có được câu trả lời xác đáng, làm căn cứ cơ sở cho lần thảo luận tiếp theo của mình về vấn đề này với bất kỳ ai, thì vào cuối tháng 5 năm 2024, chuyên trang ABC News, một trang tin tức đến từ Úc, đã tiến hành thực hiện một so sánh để xác định xem mức độ thân thiện với môi trường giữa xe điện và xe xăng. Số liệu được sử dụng trong bản báo cáo phân tích đối chiếu so sánh của ABC News được dựa trên các tính toán của Hội đồng Phương tiện Điện với tên viết tắt EVC, Electric Vehicle Council, một cơ quan quốc gia đại diện cho ngành công nghiệp xe điện ở Úc. Chuyên trang TNE, Transport and Environment, một tổ chức chuyên môn về giao thông và năng lượng sạch ở EU. Số liệu thống kê về thành phần lưới điện do Cục Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước của Úc công bố và Cơ quan Điều hành Thị trường Năng lượng Úc, AEMO. Nào, không để bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng bắt đầu so sánh để xem kết quả thế nào nhé. Trước hết, có một vài lưu ý nho nhỏ dành cho bạn trong chuyến hành trình thú vị của chúng ta. Thứ nhất, là nghiên cứu này so sánh một chiếc xe ô tô điện và một chiếc xe ô tô chạy xăng truyền thống. Thứ hai, để chỉ ra được loại xe nào thân thiện hơn đối với môi trường, thì điểm cần tính toán là toàn bộ lượng phát thải trong suốt vòng đời của một chiếc xe, bao gồm 3 giai đoạn tổng quát từ sản xuất xe, sản xuất pin, cho đến vận hành và cuối cùng là xử lý tái chế ở cuối vòng đời. Điểm cần lưu ý thứ ba đó là so sánh này được thực hiện đối với xe điện chạy ở các bang khác nhau trên toàn nước Úc, bởi vì mỗi nơi sẽ có nguyên nhiên liệu đầu vào cho việc sản xuất điện khác nhau, và điều đó thì ảnh hưởng một cách trực tiếp đến độ sạch cũng như thân thiện với môi trường của xe điện. Và cuối cùng, so sánh này được tiến hành trên phạm vi nước Úc với mẫu số so sánh là một chiếc SUV cỡ trung, bao gồm Tesla Model Y chạy điện, và đối trọng ở phía bên kia cán cân là Toyota RAV4 và Mazda CX-5 chạy xăng. Còn bây giờ thì là lúc để chúng ta bắt đầu cuộc so găng hết sức thú vị này. Giai đoạn 1. Sản xuất xe. Giai đoạn sản xuất xe bao gồm việc sản xuất nguyên liệu thô trong thân xe kim loại, nội thất, lốp xe, ghế ngồi, hay nói cách khác là toàn bộ chiếc xe, bất kể đó là xe điện hay xe xăng. Ở giai đoạn đầu tiên này thì tất cả các xe đều có hồ sơ phát thải tương tự nhau, và có nghĩa rằng để sản xuất ra được một chiếc xe xăng hay xe điện thì lượng phát thải là không có sự chênh lệch một cách đáng kể. Tuy nhiên thì cần lưu ý rằng giai đoạn này chưa bao gồm việc sản xuất pin cho xe điện. Và đương nhiên, để khách quan nhất có thể thì nghiên cứu của ABC News có xem xét đến vấn đề này. Họ sử dụng dữ liệu của pin Li-ion Nickel Manganese Carbon NMC được sản xuất tại Trung Quốc, bởi vì đây là loại pin phổ biến nhất trên thị trường xe điện tại nước Úc. Theo tính toán, loại pin này sẽ phát thải 105 kg CO2 trên kWh đối với lượng carbon sinh ra từ quá trình sản xuất pin. Và kết quả là, sau khi kết thúc quá trình sản xuất, trước giờ làm bánh, xe điện có lượng phát thải lớn hơn gần gấp đôi so với xe xăng. Tuy nhiên thì con số này chưa phải là tất cả. Nên nhớ một điều rằng, công nghệ sản xuất pin trong tương lai chắc chắn sẽ phát thải ra lượng khí CO2 ra môi trường thấp hơn nhờ vào sự phát triển về khoa học công nghệ và tiến trình sản xuất pin cho xe điện, những thứ vốn đang ngày càng được quan tâm, đầu tư, nghiên cứu và phát triển. Giai đoạn 2. Vận hành. Đây là giai đoạn phát thải chính của một chiếc xe trong suốt vòng đời của nó. Giai đoạn này sẽ bao gồm việc vận hành xe, bảo trì, bảo dưỡng và sản xuất năng lượng cung cấp cho chiếc xe hoạt động. Theo số liệu của Cục Thống kê Úc, ABS, Australian Bureau of Statistics, ước tính xe ô tô ở Úc trung bình lái khoảng 12.600 km mỗi năm, hoặc trung bình 15 năm tương đương 189 km trong suốt vòng đời của một chiếc xe. Và đương nhiên, một chiếc xe xăng trong quá trình vận hành thì chắc chắn sẽ đốt cháy xăng, tiêu hao xăng và phát thải khí thải ống xả vào khí quyển. Vậy thì xe điện sẽ tiêu hao điều gì? Câu trả lời ở đây rõ ràng là điện. Thế nhưng nhìn sâu hơn, điện được sản xuất từ cả nhiên liệu hóa thạch và cả năng lượng tái tạo. Có nghĩa rằng quá trình sản xuất điện chắc chắn có sự phát thải ra môi trường. Hay là nói một cách khác, đó chính là thứ mà xe điện phát thải. Theo số liệu tổng hợp thống kê và đăng tải công bố trên chuyên trang thủ tục kiểm tra xe nhẹ hài hòa toàn cầu WTLP, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, sáng lập bởi ACEA, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, thì lượng xăng ước tính sử dụng ở đây là 8,3 lít cho 100 km. Thế nhưng có một thực trạng đó là những con số này hầu như luôn thấp hơn so với việc vận hành một chiếc xe xăng trên thực tế. Bởi lẽ,
có tới 70-80% năng lượng mà xe xăng tiêu thụ bị lãng phí dưới dạng nhiệt. Chỉ có khoảng từ 20-30% năng lượng mà xe xăng tiêu thụ thực sự được sử dụng vào việc di chuyển chiếc xe. Hơn nữa, ở Úc thì người dân thường có thói quen lái xe có trọng lượng lớn hơn so với các nước khác, đặc biệt là ở châu Âu. Do đó, nếu như áp dụng con số của WTLP sử dụng cho châu Âu vào so sánh này thì rõ ràng là con số thực tế ở Úc sẽ còn cao hơn thêm nhiều nữa. Hay nói cách khác, xe chạy xăng sẽ sản sinh ra lượng phát thải đáng kể trong suốt quá trình vận hành của mình. Để xem xét rõ ràng hơn thì hãy cùng đến với đồ thị mô tả về lượng phát thải CO2 ra môi trường của xe xăng và xe điện đã được ABC News tổng hợp lại từ các nguồn tham khảo trong khoảng thời gian 15 năm vận hành trung bình cho một chiếc xe ô tô ở Úc. Trong đó, lượng phát thải của xe xăng được hiển thị bằng đường màu xanh và của xe điện là đường màu đỏ. Và kết quả là, như những gì mà bạn có thể thấy được, xe điện phát thải ít hơn một cách rõ rệt. Tuy nhiên, đối với xe điện thì cần lưu ý hết sức sâu sắc rằng nó được cung cấp năng lượng bởi điện. Có nghĩa rằng, như đã đề cập, cách tạo ra điện ảnh hưởng trực tiếp tới lượng phát thải của xe điện. Hãy cùng xem xét vấn đề này. Theo như đường màu đỏ thể hiện lượng phát thải của xe điện trong biểu đồ, có thể thấy trong những năm đầu, đường màu đỏ tăng lên, nhưng càng về những năm tiếp theo trong vòng đời trung bình của một chiếc xe ô tô ở Úc, thì đường màu đỏ này càng ngày càng có xu hướng đi ngang. Đó là bởi thành phần của lưới điện, hay là nói cách khác, nguyên nhiên liệu được sử dụng để sản xuất ra điện có sự thay đổi. Trong đó, năng lượng tái tạo ngày càng được sử dụng nhiều hơn theo dự báo tốc độ tăng trưởng của năng lượng tái tạo sử dụng để sản xuất điện hòa vào lưới điện quốc gia của Úc do IEMO công bố. Đồng nghĩa với đó là vào năm 2030, ước tính cùng một chiếc xe điện sẽ sản sinh ra lượng phát thải thấp hơn bởi vì nó sẽ được sạc bằng năng lượng tái tạo nhiều hơn. Trên thực tế thì một số bang ở nước Úc đã có năng lượng tái tạo cung cấp năng lượng cho lưới điện của bang, trong khi những bang khác thì vẫn sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch cho việc sản xuất điện. Có nghĩa rằng, một chiếc xe được sạc từ một lưới điện sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch cho việc sản xuất điện thì chiếc xe đó sẽ sản sinh ra lượng phát thải cao hơn so với một chiếc xe được sạc ở nơi mà điện được sản xuất phần lớn bằng năng lượng tái tạo. Ví dụ như khu vực Tây Úc, vào năm 2022, có tới hơn 83% điện trong mạng lưới được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch, trong đó chủ yếu là khí đốt. Còn ở chiều hướng ngược lại, lượng phát thải của một chiếc xe điện được sạc từ mạng lưới điện ở Tasmania gần như phẳng và đi ngang hoàn toàn trong giai đoạn vận hành của nó, bởi toàn bộ điện ở khu vực này gần như được sản xuất bằng năng lượng tái tạo, xanh hơn so với Tây Úc, cụ thể ở đây là thủy điện. Tương tự ở Nam Úc, nơi có nhiều năng lượng gió và năng lượng mặt trời góp phần vào việc sản xuất điện hòa vào mạng lưới. Điều này càng nhấn mạnh và làm nổi bật hơn nữa về cơ hội của xe điện, khi nó sẽ càng thân thiện với môi trường hơn nếu như thứ điện được sử dụng để sạc cho xe được sản xuất từ năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió và mặt trời. Hay nói cách khác, lưới điện càng sạch thì ô tô điện càng sạch. Vậy đối với xe điện được sạc bằng tấm pin năng lượng mặt trời cá nhân tự lắp đặt bởi các hộ dân sẽ như thế nào? Ở Úc, theo thống kê có tới hơn 3 triệu hộ gia đình có lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời ở trên mái nhà. Và theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2021, thì hầu hết các chủ sở hữu xe điện đều tự sạc xe của mình với điện được sản xuất và tích trữ từ hệ thống pin mặt trời của gia đình. Số liệu cũng cho thấy, một chiếc xe được sạc dạng năng lượng này sẽ sản sinh ra lượng phát thải thấp hơn trong suốt thời gian vận hành của nó, với con số ước tính là ít hơn 1 tấn CO2 phát thải ra môi trường trong thời gian trung bình 15 năm vận hành của một chiếc xe ô tô ở Úc, hoặc 189.000 km. Giai đoạn 3. Xử lý và tái chế xe. Để hoàn thiện hồ sơ phát thải của từng chủng loại xe trong suốt vòng đời của chúng, không thể không nhắc đến giai đoạn sau vận hành, đó là giai đoạn xử lý và tái chế xe, cho dù đó là xe xăng hay xe điện đi chăng nữa. Trong giai đoạn này, thì rõ ràng lượng phát thải trong việc xử lý và tái chế của một chiếc xe xăng sẽ phát thải ra môi trường với lượng lớn hơn một cách đáng kể so với xe điện. Mấu chốt nằm ở việc, đối với xe điện, những viên pin khi đã hết vòng đời trên một chiếc xe thường được giữ lại để tái sử dụng. Ví dụ như việc nó có thể được tái sử dụng để làm pin dự phòng cho cả một hộ gia đình. Hoặc thậm chí, một số hãng xe hơi lớn như là Tesla còn sử dụng pin xe điện cũ để cung cấp năng lượng cho nhà máy sản xuất xe. Chính những điều này giúp cắt giảm lượng CO2 phát thải ra môi trường cho việc tái chế và sản xuất pin xe điện xuống chỉ còn một nửa. Trong nghiên cứu và so sánh này, chỉ được thực hiện đối với xe điện và xe xăng. Tuy nhiên, còn có một loại xe chạy nhiên liệu khác mà nhiên liệu đó không hoàn toàn là dầu, chính là dòng xe hybrid, thứ vừa có thể chạy được bằng điện vừa có thể chạy được bằng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, có một thực tế rằng nếu so sánh với xe hybrid thì đây sẽ là một điều vô cùng phức tạp bởi vì độ đa dạng cung cấp năng lượng để vận hành được loại xe này. Ngoài ra, độ xanh của xe hybrid không chỉ phụ thuộc vào thành phần mạng lưới điện nơi mà nó được sạc, mà còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng loại nhiên liệu nào để vận hành xe, cũng như mức độ chăm chỉ ý thức của chủ sở hữu xe trong việc có sạc xe hybrid để vận hành hay không. Trong một báo cáo của cơ quan môi trường Liên minh châu Âu, European Union Environment Agency, thực tế lượng phát thải từ xe hybrid cắm sạc cao hơn 3,5 lần so với các báo cáo có trước đó.
và báo cáo này cũng kết luận rằng xe hybrid được sạc và lái ở chế độ điện ít hơn nhiều so với cái cách mà chúng được kỳ vọng sử dụng. Kết luận là, thì nhìn chung, từ nghiên cứu của mình, ABC News đưa ra nhận định mỗi chiếc xe điện sẽ sản sinh ra tổng lượng phát thải ít hơn so với chủng loại xe xăng tương đương, không phụ thuộc vào nơi mà chúng được sạc. Ngay cả trong trường hợp đối với một lưới điện được sử dụng một số nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện, thì xe điện vẫn có lượng phát thải CO2 tổng thể thấp hơn nhiều so với xe xăng. Và đương nhiên, thì điều này sẽ càng ngày càng được cải thiện khi mà điện trở nên xanh hơn. Và thêm vào đó, so sánh này được thực hiện với một chiếc SUV chạy điện. Do đó, đối với những chiếc xe điện hạng nhẹ hơn như là hatchback, thì chúng còn có lượng phát thải thấp hơn nữa. Hy vọng rằng, qua video này, bạn đã có được phần nào câu trả lời cho vấn đề xe xăng hay xe điện thân thiện hơn với môi trường, cùng với những căn cứ cơ sở khoa học cho các luận điểm. Chúc bạn có những giây phút thật sự thoải mái trong lần thảo luận tiếp theo của bản thân về vấn đề này. Và quan trọng hơn cả, hãy chia sẻ cho chúng tôi về điều đó hoặc suy nghĩ cảm nhận của bạn bằng cách bình luận ngay dưới video này. Nếu thấy video bổ ích, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn like, share và subscribe. Trân trọng cảm ơn. Nguồn tham khảo và tổng hợp ABC News, EVC, AEMO, TNI, WLTP cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc đáo TV. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.